Hello. Xin chào, mình là Vina đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam bộ môn Valorant. Sau đây mình sẽ cho các bạn thấy một ngày luyện tập của chúng mình như thế nào nhé. Let's go. Không biết mọi người ở phòng tập đang làm gì nhỉ? Vào xem cùng mình nhé. Hello anh em. Hello. Chào đội thống. Quốc ta vậy. Quốc. Quốc hả? Quốc đây. Giới thiệu vào mình, bản thân mình đi Quốc. Mình là Đọc, đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ok. Đang ăn gì ạ? Đang ăn cơm. Quốc không ăn rau à? Không, mình không ăn rau. Không ăn rau bắn hay được. Ok. Hello mọi người, mình là Vines, đến từ đội tuyển quốc gia. Đang làm gì ở bên em? Đang ngốc cho trận swing 1 giờ. Chào tất cả mọi người, mình là Suka và mình đến từ đội tuyển Valorant Việt Nam. Suka đang làm gì ạ? Em cũng đang ngồi warm up và để chuẩn bị cho trận swing 1 giờ này sắp tới đâu. Thông thông. Giới thiệu bản thân đi. Hello mọi người, mình là Nhất Tổng Mai Ca đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mày đang làm gì ạ? Warm up. Người thầy. Hello. Xin chào các bạn, mình là Ngô Công Anh, mình đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện tại mình đang chọn xem là bộ skin nào sẽ là bộ skin đi với mình trong lần MC. Nào cùng về chỗ ngồi của mình nhé. Không sao, dù gì nó chỉ là tập team thôi. Anh em rút kinh nghiệm cho những giải đấu chính. Ok anh em đây. Bây giờ tập team rồi anh em ơi. Ốp nó kéo về nè, ốp nó kéo về nè. Rồi, rotate đi, rotate đi. Giờ đi em, đi về. Từ từ đâu ấy. Đi ra cổ tí anh Pinan đứng sang á. Từ từ đi. Trốn sao cái trốn. Ốp nó hơi kê đó. Ốp nó kê được. Từ lên nào, từ. Để tới đủ rồi. Em tưởng là từ nào. Còn nét đồng nét. Phá được, được chưa? Gì vậy? Sao? Không có gì lôi nha bây. Kêu. Một bút lắp cho bờ. Cháy thằng kia đâu. Anh bạn Pita rồi. Chưa thì. K drop. Anh bạn mới thống rồi. K drop. Kêu em nhà lọt này. Ok đây. Nhà đây. Anh đấy à? Không, anh lùi. Đùa. Có xe không? Này, lùi. Lên gần đi. Anh nít, anh em nít bên trái cho anh phát này. Ok. Phát này. Lắc. Trái một. Một bãi. Hay. Nãy em có vào được cho tao à? Phải, nãy là tao ném nhầm team bacon. Thế là lỡ nhịp, cả hai cũng chết, đen. Thôi, mà em lại. Ok. Hiện giờ cũng 12 giờ đêm rồi, bọn mình chuẩn bị về nghỉ đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog lần sau nhé, bye. Xin chào mọi người, mình là Vic.